Một trận thi đấu hạng cân 43kg thiếu niên giữa hai đô Chu Văn Bình Hà Nội Khố Đỏ gặp Đào Hồng Thái câu lạc bộ vật huyện Gia Bình Khố Xanh, hai đô và giữa giới. Sát vào hai đô xe đài. Hai đô bắt tay nhau. Hai đô chuẩn bị. Các trọng tài chuẩn bị. Hiệp 1 bắt đầu. Đứng ra giới công bố kết quả. Công bố kết quả lúc 1 phút 32 giây hiệp 1, đô Chu Văn Bình Hà Nội Khố Đỏ thắng cuộc. Hạng cân